học được cái sử dụng cái luồng khí, là cái giọng nói của em nó không có được tốt. Em ngoài cái việc mà sử dụng cái luồng khí và cái việc thì em nhận được cái năng lượng tích cực từ mọi người trong các thành viên trong nhóm. Em có nói chuyện với một chị trong nhóm khi mà hai chị em nhìn lại cái quá trình hai chị em đi Luca. Hai chị em rất là tự hào về khoảng thời gian đó. Chị nói là tụi em ngày nào cũng phải bật dậy, bởi vì có người chờ mình mà mình không học. Có người đang mọi người nói chuyện rất vui vẻ, chia sẻ với nhau rất là nhiều. Và em nhận ra được bài học ở đây là để đi xa phải đi cùng đồng đội. Việc lúc mà thời điểm giai đoạn 1 tụi em 1 2 tụi em đọc đúng với speak note thì tụi em nghĩ là ngon rồi, mà khi mà chị vô thì mọi người lại cái sự trơn tru câu á, lúc giống như tự trời rớt xuống nha. Và rất là cảm ơn sự tận tình chỉ của mọi người, chia sẻ của mọi người mà em có được ngày hôm nay. Right, em đọc rất là tốt nha, rất là tốt. Tốt lắm. Rồi. Cảm ơn em nhé. Rồi, trúc nào.